quay đi. Không, chừng nào hai tao vô, hai tao ra quay. Ok. 5 phút mình đổ chắc rồi. Nghe đi, nghe đi. Mở tay mày. Ai mở tay rồi. Nhúng miếng xương các bạn. Còn lại 5 phút nha. Quá trời mở tay. Đây các bạn, coi đây bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, lần trước thì anh em mình có dùng chiếc xe mô tô của quay phim để mà chơi thổi cái môn bóng siêu to khổng lồ với bạn, thì được rất là nhiều bạn comment là kêu anh em mình hãy làm lại clip đó và đổ vô trong bóng làm mắm tôm với hột vịt thúi nha bạn. Thì mình thấy những bình luận của tất cả các bạn là mình chợt suy nghĩ ra được một cái màn tròn mình có thể cho hai thằng trong ba thằng kia nha bạn. Bây giờ mình ra trò để mình rủ anh em chơi lại trò đó và sẽ thực hiện cái màn tròn cho hai thằng trong ba thằng kia nha bạn. Thì hôm nay thằng nào bộ mình thì đó thoát nạn, còn hai thằng kia dính đạn của mình nha bạn. Rồi các bạn biết màn tròn như thế nào, các bạn có thể dõi clip hôm nay nha. Rồi bây giờ mời tất cả bạn let's go theo chân mình thực hiện cái clip hôm nay nha bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào bạn nha. Các bạn ơi, thì lần trước anh em mình có làm một cái clip là thổi cái móng khổng lồ bằng chiếc xe mô tô của WeFi nha bạn. Thì được tất cả các bạn ủng hộ rất là nhiều. Cũng có rất là nhiều bạn là comment kêu anh em mình là chơi lại như vậy nhưng mà ở trong bóng không phải là bột mà là mắm tôm và hột vịt thúi nha bạn. Trước tiên cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và để lời comment giúp anh em mình nha. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm theo lời đề nghị của rất là nhiều bạn nha. Đây là anh em mình có mua một lốc mắm tôm nha bạn. Đây anh em mình có mua 40 trứng hột vịt thúi nha bạn. Bây giờ anh em mình sẽ có hai vòng chơi y như thường lệ, ai bị gán chịu. Ok không? Ok. Hết xui bay gũi. Đúng. Bây giờ anh em mình sẽ pha mắm tôm và hột vịt thúi vô trong cái xô này nha bạn. Đây nước nè. Một lần là bao nhiêu chai? Mày một lần á. Bốn lần. Mày bốn lần đi. Bốn chai không? Mấy chai? Một lần bốn chai đi. Bốn lần bốn chai. Trời ơi trời. Có gì tự mày làm với ai làm luôn. Thôi ba không nè. Bốn là tử đó. Thôi. Bây giờ anh em mình sẽ đổ mắm tôm vô cái thau này. Rồi anh em sẽ lượt vô cái xô này nha bạn. Để lấy xác ra nha. Để nó nổ. Răng nhẹ thúi vậy. Thúi nhẹ à. Không mà sao mà khoái mùi này chứ bà mà xạo nữa. Khoái ông mới khoái. Tao khoái mùi này hả? Trời tao gắt khoái luôn thiệt. Trời nước thịt chứ trời. Ông ghiền khoái quá. Thúi nhẹ à. Rồi 4 ve nha bạn. Rồi. Come on ve. Rồi. Không biết thúi. Tay mình luôn nha bạn. Trời quá thơm mà. Gắt bét luôn nha. Đúng. Mình sẽ quậy chừng nào mà nó tan hết và cái bóng tôm ra còn cái xác không mình cho nó lượt cho bạn cho nó thơm nha. Trời các bạn thấy nước nó màu gì không? Màu cà na. Quá đẹp luôn. Tím màu tím. Hồng vịt luôn nè. Quá ngon luôn. Đâu vô đây luôn, lượt luôn. Chục trứng luôn à. Hả? Chục trứng cái gì? Anh em muốn chơi nhiêu tôi chơi nhiêu à. Chục trứng đi. Tôi không có ngại đâu thiệt luôn á. 40 thì chắc đâu nói sầu đi hai được 40. Hai chục. Chục thôi. Mặn vậy. Chục thôi anh hai. Ta mua nhiêu để dành tao ăn đó. Chục thôi. Dạ, muốn sao? Chục thôi. Muốn sao cũng được chục không? Chục thôi còn nhiêu để dành cho nữa mình có cho nay cho anh. Trời ơi, nữa ăn chục luôn tám đem nhà đâu. Tại vì anh để nhiều quá hỏi nó kẹo lượt không được. Hết không hết thì tao cũng chục bỏ luôn chứ tao có đem gì trời đâu thiệt luôn uy tín đâu. Trời ơi, hụt con rụt đen nhẹ hả? Trời. Gì vậy trời? Hụt chín con bóng. Trời ơi, thôi tao lại. Rồi xong mà rửa tay mình không quậy đâu nha bạn. Quậy đi luôn. Tao nữa là quậy nha. Trời 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 trời, hộp này thôi rồi, oh my god luôn rồi. Trời god. Xáo không? Trời god. Trời. Nãy giờ mấy trứng rồi? Rồi. 8 thằng. Hai người là 8 rồi đó. Năm nay trứng là 10 đó. Rồi, đủ 10 đó. Mua ngoài tiệm nha. Có trứng thúi quá. Thì có trứng cũng quá. Rồi. Còn trứng thì nó hơi thúi các bạn chứ không có khi nào đều được, thúi quá hết trơn nha bạn. Nhưng mà thúi vậy là cũng tới con chị lắm rồi. Quậy bên trong nội ăn tôi chơi. Mày đang chơi gì đó giờ. Rồi vô nay vô ra. Đâu vô. Vịnh rồi phải. Nữa rồi. Đâu. Thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. Tốt luôn quá. Đây anh em mình đã lượt xong bạn, lên bọt tình yêu luôn. Thúi nhẹ te luôn, không thúi miếng nào luôn. Thúi áo cọc. Thúi mà mịn á, thúi mà mịn á. Thúi mà còn mịn nữa. Tao luôn uống ca đi. Đây các bạn thấy sao, sảm xì luôn. Ly rượu tình yêu. Đây bây giờ mình sẽ gót vô trong bao bóng nha bạn. Wow. Giống đồng rượu vậy trời. Cái này uống rượu không sai mấy ai, thầy bú làm gì luôn thầy. Này đồng uống tôm thì thúi rồi. Thúi áo cọc luôn.
vừa mà mắm tôm nó đã thúi rồi mà hột vịt thúi nó còn hoành tráng lại hơn nữa thì thứ gì vô nổi chứ. À, ra ngoài 30 vô 70. Rồi ok. Rồi. Để nó luôn đi ông lục. Ừ. Đây, anh em mình đã đổ nước thúi hột vịt và mắm tôm vô trong cái bóng rồi các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ có lịch chơi mới là như thế này. Hai người một đội, anh em mình sẽ chơi theo cặp, chơi theo đội nha các bạn. Ok. Đội nào hưởng thì gán chịu. Đừng hỏi anh em mình chơi lẻ là nó chưa hấp dẫn đâu. Bữa nay anh em mình chơi đội, đội này bay ra, đội kia bay vô liền. Đội nào hưởng thì gán chịu. Ok. Quất nha. Ok. Rồi bây giờ bố anh em mình sẽ ưu quái lại chọn bò bằng hết xương bay ngủ nha. Lắm. Ok. Trắng qua trắng đeo đen. Cái này chẳng sơ nữa đúng không? Rồi. Để cho nó bớt cái mùi thúi ở ngoài đi, để mà hồi bốn thằng chơi bốn nào cũng thúi nhân qua. Ok. Bây giờ hai thằng hên hai thằng thúi sao? Trắng qua trắng đeo quen. Dứt. Ok. Oh quay. Để ra mình và quay pin. Lùng dàn te nha bạn. Ok. Rồi bây giờ đội mình sẽ xúm xì đội lùng thử đội nào chơi trước. Ai vô đứng trước? Ai vô quay trước? Đứng, đứng trước á, ai vô thì quay trước rồi đứng trước á. Đứng trước luôn nha. Ok. Thắng đi trước luôn. Quay trước rồi đứng trước luôn. Ừ, làm gì xong vậy? Để tôi xuống xì giống lùng cho. Mày hai mày bồ mà xuống xì vậy? Tôi không bồ à. Ủa tài bồ à? Ai bồ cái vậy? Không, thắng đi trước luôn không? Ừ. Mày chơi cái này cái gì vậy? Cái giếng. Ai chơi đâu rồi, kéo của bà không dàn bú rồi. Ai chơi đó trời. Đâu phải giếng đâu. Ông đi trước, bà đi trước. Thắng rồi giỡn đi. Đó. Đây bây giờ anh em mình sẽ pha mắm tôm lại bạn. Tại vì cái ông bóng hồi nãy anh em mình chế nhiều nước mắm tôm thì hợp vịt thúi quá. Khi mà xe chạy chưa được 30 giây nữa đã nổ phẹt rồi. Thất bại rồi. Thất bại nha bạn. Đây như hên mà anh em mình vẫn còn hình nha. Hên là hợp tôi cũng thúi. Ừ hên chưa thúi. Giờ tôi đập luôn à. Đập luôn lên đây. Đây bây giờ mình sẽ gót cái nước thúi à, mắm tôm hột vịt thúi vô con bong bóng nha bạn. Rồi được rồi, sao ơi, được rồi. Yếu hàng vậy? Nhiều hơn phần nữa đó. Ừ. Rồi. Đó vậy là hai thằng được rồi. Miếng nữa đây. Nổ nữa sao? Nổ. Cái nổ bập nó bét bú. Ơi. Không phải đâu, nước trên đây chảy xuống rồi. Lũng rồi. Lũng rồi. Ôi trời ơi. Dì yếu hả trời. Ở đâu lỗ cho xíu hả à? Em. Ôi trời. Trời. Ôi trời ơi. Cái bóng mua gần 100.000 cái buồn dưới trời. Nhà rất đập lũng trời. Rồi bơi đây này. Ôi một kiểu rồi. Vô. Ừ dính nước ha. Một kiểu chạy bất đất luôn kìa. Rồi đi chơi đi. Vô. Vô đi. Mình còn cái mà sợ gì. Cái này bể nữa, nó ké luôn quá. Cái gì mấy mẹ. Vô vô vô, come on. Không mua xe thì chứ. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Thêm miếng không? Thêm miếng đi. Thêm miếng nữa, thêm miếng nữa. Thêm miếng nữa đi, không sợ ơi. Yếu hàng chứ trời. Rồi, rồi. Rồi, 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 rồi. Sao không chết bạn. Sao bưng lên thử luôn. Không. Không, rồi ok vậy được rồi. Rồi rửa hao lên rồi. Không con bóng này nó dính nước nó hơi dở nha bạn. Tại vì khi mà nó dính nước nó mắc đi. Mắc đi cái nó phắn hay sao. Đây thì anh em mình đã vô bong bóng và đã cột vô trong cái ống nhựa rồi các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ quay để chọn ra đội nào bao nhiêu phút các bạn. Ok. Lắm. Cho bạn tay thơm không nè. Mày cho tao quay luôn ha. Đúng, bạn tay thơm. Mình quay trước luôn nha bạn. Mình quay trước và đội mình sẽ chơi trước luôn nha. 5 phút. 5 phút đi. Bạn đầu mà sợ vậy nó 7 phút 5 phút 7 phút đây. Ê nha, bong bóng này có nước là cái chu kỳ nó nổ khác. Hả xô nha, đâu phải giống như bóng bột không đâu. Không giờ. Chu kỳ đó. Cái gì trời? 4 phút rồi hôm nay. 4 phút. 4 phẹt. Rồi tới tới tôi nha. Ok, tay mày ướt không? Đúng rồi. Chưa nay chưa. Ôi, cái tay thơm rẻ tiền cỡ. Tay ướt là gì? Bàn tay thơm. Để em té quay đây. Tay thú ít xịt. Bàn tay thơm. Ờ tao 4 phút rồi, 5 phút rồi nè. Giỡn nha. Ok ok. 5 phút. 5 phút rồi, 5 phút rồi. 5 phút luôn. 5 phút đi. Có mới 9 phút nữa nào không nổ. Ờ yếu hèn được chứ. Rồi 5 phút thiệt không đây. Cái gì trời, 5 phút rồi đây. Mát biết luôn. Mát biết luôn. Mát biết luôn. Vậy à, mình 4 phút này 5 phút 30 giây nha bạn. Rồi đợi mình là người chơi trước nha. Rồi bấm giờ, đợi máy. Giờ luôn nha. Bấm giờ đi, đợi máy luôn. Rồi, bấm giờ luôn rồi đó nha. Rồi, đúng không? Bỏ ra. Mình nắm cái nút tắt. Mình
44 rồi, đợi mình là 44 nha bạn. Rồi te lồng 5 phút 30 giây nha. Rồi ok. Đã trời. Lau lau nướng nha te. Đẹp chứ ba. Mở cái đầu vô. Mở cái đầu vô. Ừ. Rồi cho em đi bên. Cái gì? Mở không sao? Đang mở. Mở không vô trời. Đúng rồi, coi vô nè. Đó, ai cho hai tay con má không? Đúng. Thôi đừng chút qua, chút nước chảy vô lại. Chảy vô lại không còn nếu miếng nước là cái này luôn á. Rồi. Để cho nó bự ra hết chảy hả? Đúng rồi. Cái nước nó chút vô trời. Đổ đậu quen. Chưa, nó bự bự lên chạy. Con nhỏ lắm, đổ đậu sợ nó bể. Bố bố không? Bố bố. Mới được gần phút rồi mày ơi. Chạy được chưa? Ok. Rồi nè, tôi không xài gì luôn nè. Ờ, đúng, đúng, đúng. Ok, ok. Ừ, đúng, đúng, đúng. Đâu đó có gàng. Ủa? Ừ. Rồi, hai bạn chạy nha. Okay, đúng. Okay. Ừ. Thì hai tôi vô, đậu đâu. Rồi, đi không kìa. Đó, nổ cái cho đậu không có miếng nước rồi đâu. Nè, tôi không, trên đậu luôn nè. Ừ. Bông gà nó đừng nổi, chạy nổ, có bốn bốn nổ. Em sao? Bốn bốn nổ với mẹ luôn á. Tôi nghe gì cắt, 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 cắt. Ừ, để chạy. Mới có phút mà hai mấy. Một phút rưỡi là mấy phút rưỡi. Đi. Ừ, 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 mày đã mất 30 giây cẩn thận giúp lo. Ủa thấy giây ông vô là ông mẹ mấy cái chân cái ông để đắp với nhau lộn. Không vô giây mới là chưa được 10 phút nữa lấy nổ luôn lộn. Đúng. Bình thường dòng tàu có ba có ba có bốn phút ăn nhầm vậy trời mày nó có 30 giây mới tới kịp không bình thường nó tự lên rồi với hai mấy hộp với là mây á 5 phút nóng vậy trời nóng hiệu này nóng vậy trời nóng hả mấy phút rồi mới có 20 phút 20 giây à rồi còn phút mấy nhiều phút mấy nó nhiều không lẽ phút mấy nổi cho sợ thiếu hàng nay là chơi nguy hiểm nha, hổm nhiều vậy. Tôi thấy gà sợ luôn rồi. Cái gì mà nó không nó kêu tặng 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 tặng. Tại nó có nước, chọc cái bom chọc vậy, quá là giảm. Gì không sợ, cái bom nó chỉ đầu tôi luôn á. Không, tại bữa nay nguy hiểm, hổm nhiều vậy. Cái gì tặng 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 trời, có khi nào em buồn, em nhớ đó ra trong trời. Anh chị ơi, cho em có thể phim được. Ây da, nguy hiểm vậy trời. Chưa được 3 phút nữa. Chỉ được 3 phút. Còn mấy giây nữa mới được con lâu. Rồi 3 phút đó. Ôi đấy mà. Điểm quá. Cái gì vậy trời. Tôi đợi đâu nè, ông đợi đâu luôn. Có một mà không sợ mà cho nước thú ghê quá. Điện luôn. Mà đâu vậy nào không sao. Tối luôn nè. Ông nhìn lên ông con bóng nào được à. Nhìn quay mẹ. Ê. Ủa thôi chứ bị vô. Mẹ cái chân quay để số 2 ông đây okay, nè. Ok ok ok. Gần hết trời, quay gần hết trời. Còn xíu nhiêu? Còn hai mấy giây nữa nội ơi. Ờ, hai mấy giây nhiêu? Thôi, còn trong chừng 5 giây. 30 giây nữa ơi. Thôi vô là chúng mày chúng tay vô nước để thôi bỏ bóng cho nhẹ em đi đắt. Ok. 36. Bẹp ba chân ra để đắt rồi. Để rồi. Rồi. Cắn ngay được rồi. Ừ. Thôi vô. 55. Vô bờ vô đây. Rồi bố không ra nè. Là cái nào luôn không? Vô vô vô. 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 Rồi. Vô đi, nó hổ thủ với ta chứ. Rồi, tôi đi bỏ nha. Rồi, vô đây. Rồi, đây. Rồi, hổ thủ với ta chứ. Rồi, đây. Rồi, đây. Rồi, đây. Rồi, hai cái đầu vô. Đúng. Rồi, bự ra đó nha. Rồi, mày. Quá rồi, vậy. Lao, lao nước. Ok, ok. Ba cái lao, 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 lao. Rồi, mày mấy phút. 5 phút 30 giây mà vậy. 30 giây. Rồi, thôi, mấy phút có 30 giây. Nãy giờ vô có 30 giây. Còn tới 5 phút nữa. Ê, hàng. Không nóng hết trơn đâu mẹ vậy. Như sao như sao? Được rồi, được rồi. Hỏi Vĩnh không? Vĩnh bên hông nãy giờ đi. Bữa nay bộ xe bên nó bên cái nước mà cái nước cái gì mà nó không nóng. Không nóng hả? Ờ, nóng quá. Tôi lao cho. Đứng bự á. Bữa nay là có hai người giúp cho bạn nên là mình vô tiếp ông xàm luôn. Bữa nay quá hả? Dạ. Cái cao ông tao nè. Đó mình coi. Ừ, đỡ rồi. Này, quay, ừ. Đi, quay tiếp đi. Tao quay vòng vòng mới được. Kêu quay tiếp chạy. Quay vòng quay. Ủa mày còn lâu mà. Ừ. 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 Ừ
là đúng rồi. Bóc con ống đang bự lên nha các bạn. Trời ơi, con ống siêu to khổng lồ, chà bá lửa lên hả. Đây, đây là cái nước hồ vịt thúi bắp tôm đen đen dưới đây nha các bạn. Đó, oh my god, với trời. Cái vòng của mình là không bao giờ nổ được rồi, bảo đảm không luôn, còn hai ba vòng nữa. Chưa chắc đâu à, mẹ ơi. Mà căng ghê trời, mỗi tay nhẹ hả? Mày suy nghĩ vậy chứ nó phải vậy đâu, không trời, đời mà. Đời, tôi biết là bóng bóng này rồi. Cuộc đời, nhìn vậy chứ phải vậy đâu. Cái này gấp chừng hai lần nữa. Ờ. Coi bao nhiêu rồi. Hai tay chảy, em nhiên qua. Đây mới có 6 phút 44 giây mà. Muốn chết ông rồi. Mà tới 9 phút 30 giây ra. Là nãy giờ nước chỉ có mình với anh đó đó. 9 phút, 9 phút 30 giây thôi mà. Được rồi. Ok không? Đấu nó ổn ngàn. Chơi là phải bóp lại. Bóp lại mà nó tay mỏi. Chưa mà mới 7 phút chứ nhiêu. Còn 2 phút mấy nữa. Tốc độ đây em ơi. Đừng nổ ở nhà fan. Nó căng lắm đó nha ông cô. Quay đi đâu, không biết rồi. Rồi tao quay luôn nha. Đây, quay luôn nè. Quay cho tôi coi chứ. Sao không chạy? Đây tao quay luôn nè. Tao quay trước chứ. Tao không sao quay trước đi. Tại giống còn lâu mà. Đây mà tới mình quay luôn nha bạn. Tại hai nó hết giờ nó ra mình vô nha. Quay nè. Ok không? Đây. Bên nè. Không nó coi đi, đừng coi này. Ừ. Nước nó lắc rẻ hả? Bắt nó đã. Đừng ơi, cái gì? Dạ. Đừng gió nó bay. Bên ngoài gió mà. 5 phút nha bạn. Gì? 5 phút. 5 phút là. Ừ, tới bà 5 phút mình nổ luôn. Chưa chắc đâu, tao đưa nó bay đi. Đưa nó bay kìa. Đưa nó bay đi. Đưa nó bay. Không, chừng nào hai tao vô, hai bay ra quay. Ok. 5 phút mình nổ chắc rồi. Đi 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 đi. Nhúng xuống các bạn. Còn lại 5 phút nha. Quá trời bỏ tay. Đây các bạn, coi đó bạn. Yeah boy. Bóng bự với trời. Là mày ở bộ tao hơi to. Bự nhẹ hả? Đâu? 8 phút 37 giây à. Cái gì? 9 phút mới gần mới còn là nhiêu? 8 phút 46 giây. Đè xuống, đè xuống. Ừ. Ê gì á? Rồi, được rồi, dính đi đi, giữ gì đi. Rồi. Này, từ từ đi, chỉnh lại. Anh hai đi vô xíu. Đúng rồi, đúng cái đầu vô xíu. Ờ, biết rồi. Rồi đó, vậy là thơm bay rồi đó. Gió bay. Mày vô kẹo. Đây, còn mấy giây. Rồi, 9 phút, 12 giây. Mày mà ta. Rồi, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Thông minh lắm. Đây ba cái chim rồi. Trời ơi. Đúng là con trai của ta. Hồi xuống đây ba cái chim rồi. Đây ơi. Trời ơi, đâu rồi? Yeah, đúng rồi. Nước nó dễ nổ lắm chứ không phải như bột. Trời ơi, trời ơi, vậy gió nó bay. Ê, tính ra là hai nổ luôn, mình thoát nạn luôn trời. Trời ơi, sao nhảy vô trời. Vậy chưa hết giờ mà, còn anh mà. Trời ơi, còn có 2 giây nữa trời. Thúi nhẹ hả? Thúi dữ trời. Ừ, quá chửi ông nơi. Thôi bây giờ là thôi bóng luôn rồi.
hết bóng rồi, nghỉ luôn. Nghỉ luôn. Ừ đúng rồi. Bóng gì? Hết bóng rồi. Nhưng lấy giờ còn bóng đâu chơi? Cái hồi nãy anh em mình đem ba cái lận. Định chơi ba rồi. Mới cái bể, cái hai bể luôn. Cái ba còn nguyên. Rồi đúng rồi. Còn nói lại. Thôi nghỉ nha. Nghỉ. Cái gì á đèo ở đâu? Thì đúng rồi, nghỉ. Bây giờ bóng đâu chơi? Vậy hay cho ừ. Hai bay xui thôi. Ừ. À biết đậu đâu? Ừ. Vậy thôi nghỉ nha. Ừ. Vậy cái xui cái biết không hả? Giờ bóng đâu chơi? Nghỉ nha, hết rồi, không bóng rồi, không còn. Thôi xạo luôn, bóng bóng rồi chơi đi bời. Bỏ ra coi phải. Bỏ mà bóng, bóng, bóng đặt cái mạng có năm cái gì? Có năm cái chứ nhiều. Cái này quấy luôn nè. Nè, cái này quấy nè, bể nè. Đâu. Còn cái này là chơi trời. Cái này nó thành cái quấy nè. Đâu? Gửi đây. Có bao nước này. Nghỉ luôn đi. Nghỉ luôn đi. Nghỉ luôn đi. Lấy 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 hú lên hú đi. Lấy hú lên hú luôn đi. Lấy hú lên hú đi. Lấy hú lên hú đi. Chưa biết gì vậy. Chưa biết quần gì chứ. Hên là người bị biến anh bồn mình các bạn nói bồn mình từ con rồi. Ông dục vàng sáu dục được ông vàng sáu gì tao bóng cái bóng bị chơi nó bị tứ quậy. Cái bóng thì tao bóng kẹt nổ kẹt tiêu cả. Còn tứ mười thúi rồi. Trời ơi trời. Trời nó thằng cắm lên đi chơi. Trời nó không còn một vài thúi. Vậy thôi các bạn, hôm nay là tại vì bóng hết rồi anh em mới nghỉ nha. Tại mua 5 cái trên mạng. Đúng rồi. Anh em mình chơi hết 2 cái. Còn lại 3. Tại vì bóng mình đặt ở nước ngoài giao về lâu lắm mà. Mình có tới Tết mới có chơi được nữa. Ừ. Đi uống chơi tiếp. Ba phải nghỉ như vậy. Đâu không giờ hết chưa chơi cái sao? Ông vòng hết bóng ông đặt đi miếng bóng chơi lại. Ba nghỉ đi chơi mày tại vì chơi hoài ở nhà nó mày. Chơi hoài nhà đó. Chơi. Cái hoài clip quay ra nó nhà đó. Ba nghỉ đi. Chơi nghỉ đi. Coi như hai bay lẩu đi. Ừ. Đâu không giờ giờ tao không bị đặt cũng sao. Hết cái bóng rồi đâu không sao đặt tôi như vậy. Để tao chơi đâu. Đúng rồi. Trời hút đặt uống rồi. Lên đây luôn nè. Lên chào bạn luôn ạ. Chào bạn chị. Hết trời. Bóng rồi. Con nghỉ rồi. Con chơi nữa ơi. Trời với thấy trời nó quéo hành con tổng thú đẹp gái vậy. Quái đạn chứ. Lại đây chỗ khô đi cái thúc diện rồi. Quá thì ngủ bu lại rồi. Có trừ hao nhiều nhiều đi lại chứ. Gom rồi về mọi. Thôi vậy. Bỏ bà dịch vô phòng sách gì đó dành ra. Nô ni. Ây cha. Tụi đó hả? Tụi chú sao? Đây, đây, tụi nữa. Gì hả? Dạ ba. Ông xạo làm gì ông xạo? Ông nghe tiếng gọi từ điêu quá vậy? Đâu ông tạc cái xô tôi đã ông chậu tôi vô như gì vậy trời. Ai thì cho biết là nãy giờ tao cố tình cho mình cái video nó phóng vô bóng làm gì mà nổ sớm vậy? Cái gì trời? Đâu ông gì nguyên tiêu nữa? Đâu ông cái gì mà cái đó nó được á? Đâu ông bữa nay cho thì không biết con trời hết mà quẹ. Thôi là ông ơi chụp đi mày. Chụp nè. Chụp sao? Nó tôi không sao. Ừ, sao? Từ từ. Lùng ra, lùng ra, lùng ra. Đừng quên nè, đừng quên nè. Đừng quên nè. Trời nhà ơi. Cậu lùng vô. Cậu mạnh lên. Cậu lên luôn đi. Vô sao? Ông không? Mạnh quá. Còn hai tôi bắt rồi. Cậu, cậu quên luôn. Cậu không quên. Đừng sao? Lên leo sao? Quá lỗi nữa. Phải rồi. Còn cái nào chứ? 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 Còn
bữa nay là mình tính là cho anh được mấy vòng luôn, nhưng mà tại xui bóng nó nổ nha bạn. Bởi vì chơi được có một vòng một chưa phơi chơi hết bóng trời quái đạn chứ. Quả đạn bao nhiêu đó đủ vui vậy bạn. Thôi bây giờ mình sẽ kết thúc clip nha. À, còn có hai con nhẹ nó ra đây. Hai anh em mình quá hên. Trời, nhớ lại gì trời, mày mấy dép vô đi nhớ. Nhớ mới chịu à. Bây giờ mình kết thúc clip bạn. Nếu các bạn thấy clip này có gì đó thú vị, các bạn nhớ like cho mình, like cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.